thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đang nàng hân thù. Ai đắp non sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VMA TV 57.3. Và bây giờ trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia thương yêu bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon, ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, gốc Bosa và Magnolia. Thuốc Bắc Dương là cảnh với trên 20 tiệm tại Hoa Kỳ, chai đa mệnh ớt, ngăn ngừa và tiêu các loại độc, giang mai, phong cùi, trị bướu đường ruột và u thịt bao tử, chai Heaven Dragon, mạnh sinh lý, giao hợp bền bỉ, bổ dương thay thế Viagra, sang phang bao thay thế Viagra 100% an toàn và công hiệu không phản ứng phụ, cao máu tiểu đường đều dùng được, cao sơn trà, hạ cholesterol, tan mỡ, xuống cân, trị tiểu đường, cao máu. Đặc biệt từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, quý khách mua 2 sẽ được tặng 1 cho tất cả các loại thuốc trên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-798-4433. Dương Lê Cảnh trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin trở lại với chương trình. Xin mời bác sĩ tiếp phần. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Nhưng thưa quý vị, Lâm Sàng nói tiếp. Thì có nhiều khi chính cha mẹ là người bị bệnh tâm thần nhẹ nhẹ. Mình nói chứ tâm thần đây quý vị đừng nghĩ là điên. Khi não bộ chúng ta mệt mỏi, chúng ta hay dễ quên trước quên sau. Khi chúng ta làm việc quá nhiều hay là sống với một cái hoàn cảnh quá căng thẳng thường xuyên, thì chúng ta có khi nói chuyện cũng quên trước quên sau, hoặc là có khi cũng bắt đầu có những cái ảo giác kỳ cục. Và đó còn một loại bệnh tâm thần nhẹ nhẹ. Thì tâm thần đây có nghe là nói về não bộ. Bất cứ cái gì mà nó hành hạ não bộ, nó làm cho não bộ của mình bị suy thoái, bị mệt mỏi, thì tất cả những cái đó đều có thể coi chung hết là bệnh tâm thần hay là bệnh não bộ. Cũng giống như bệnh của thân xác này, có nhiều cái loại bệnh cancer nặng nề, cũng có nhiều cái loại bệnh nhẹ nhẹ như cảm hay nhức đầu hay là những cái gì đó nhẹ nhẹ trong cơ thể thì cũng là của loại bệnh. Thì có nhiều cái bệnh tâm thần nó chỉ xảy ra thời gian ngắn rồi tự động cái cơ thể mình nó giải được, nó quá thành ra bình thường trở lại, mà mình cũng không hay luôn, mình cứ tưởng là mình không có gì hết. Nhưng mà cái thuộc về cái ngành của tôi thì tôi nhận dạng ra được. Qua câu nói, qua cái body language, qua nó gọi là cái cách suy nghĩ. Thành ra có nhiều khi trong gia đình người cha bị bệnh hoặc người mẹ bị bệnh hoặc cả hai cha mẹ đều bệnh. Và tôi có nói tới là cái bệnh mà tâm thần này đó, nó hay lây lắm. Nó lây là bởi vì sao? Không phải tại nó có di trùng mà nó lây. Là bởi vì thí dụ như chị Catherine là em tôi hay chị tôi, mà lúc này chị cũng căng thẳng mà tôi phải ở chung với chị, thì trước sau gì tôi bị cái căng thẳng này nó lây, tôi cũng căng thẳng theo. Tại đó quý vị thấy con cái hay là em út mà sống trong một cái gia đình mà nó căng thẳng, cha mẹ lúc nào cũng chửi bới gắt gỏng thì cả gia đình đó chị nói chuyện họ lát thấy ai cũng gắt gỏng hết trơn á. Nó lây kinh hoàng luôn thưa quý vị. Nói này tôi có tật hay nói này hay lây, nói này lây kia. Quý vị thấy cái xã hội cộng sản không? Tại sao cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam, cộng sản Bắc Hàn, tại sao tất cả các xã hội cộng sản dân đều trở thành ra là lạnh cảm? Bởi vì cái đầu não của nó là một cái đầu não vô thần lạnh cảm. Mà từ cái chỗ vô thần lạnh cảm đó, nó ảnh hưởng, nó contagious, nó lây qua tất, nó lây xuống cấp dưới, rồi cấp dưới lây cấp dưới nữa, rồi nó lây, nó lan tràn qua tới dân. Tại vì tất cả mọi người đều lạnh cảm, tất cả mọi người đều căng thẳng, tất cả mọi người đều gian ác. Và tất cả những cái đó đều nằm trong não bộ chúng ta, đều là một cái hiện tượng, một cái lối sinh hoạt của não bộ. Cho nên nó lây. Và nó lây cho nên những cái xã hội, những người sống trong xã hội cộng sản, thưa quý vị, thưa chị, nó tàn ác lắm. Quý vị đã từng coi những cái video mà ở bên Tàu, ở bên phía Tàu Cộng,
Có nhiều khi có cái video tôi coi, tôi nghĩ tôi nhắc cái này ai cũng nhớ, là một đứa bé nằm ở đó bị xe cán qua, rồi nó nằm ở giữa đường đó, người ta đi qua, người ta đi lại, cái đứa nhỏ đó nằm đó, không ai phiền tới mà để mà kéo nó vô hay là kêu cứu hay là đi chữa bệnh cho nó. Rồi lát có chiếc xe khác chạy ngang cũng cán lên nó lần nữa. Dạ, rồi cũng có ông đi qua, bà đi lại mà nó nhìn giống như nhìn con chó, con mèo, con chuột gì chết vậy chứ không phải là đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ đó nó còn sống thưa quý vị, nó bị cán ngang từ ở phía dưới cái bụng đái nó xuống thì cái chân nó cũng dẹp luôn. Dạ. Mà phần trên nó không chết được thì nó còn sống, nó la nó khóc mà cũng không ai mà lo gì nó hết. Mà cái bà mẹ của cái đứa nhỏ đó thì đang đứng lựa đồ cách đó chừng vài căn shopping thôi. Vài cái tiệm thôi. Bà đứng bà lựa đứa nhỏ nó có 2 tuổi mấy thì phải, nó đi ra giữa đường rồi nó băng ngang đường nó chơi thôi thì nó bị đụng. Thì bà đâu hay đâu. Thử cái lát nữa có cái bà mà vác cái bao rác, bà mà đi clean rác đó, bà mới thấy gì mà kéo đứa nhỏ vô để bên lề. Mà quý vị biết không? Từ lúc đứa nhỏ đó nó bị đụng cho tới lúc mà có cái bà bao rác, cái bà mà làm rác á, bà mà dọn rác là bà kéo vô đó. Người ta đếm được cái người đi qua đi lại, nít có, người lớn có, người già có, người trẻ có, khoảng chừng 19 tới 20 người. Đi qua đi lại, nhìn có khi còn đi còn nhìn ngó nó nữa chứ. Dạ. Thì quý vị thấy cái hiện tượng xã hội như vậy chứng tỏ rằng cái xã hội mà những cái xã hội mà thuộc về cộng sản á, nó đã lạnh cảm từ ở đâu trong tim nó rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình nói trong tim thì cũng không đúng, bởi vì trái tim nó không có óc, trái tim nó chỉ làm việc theo lệnh của óc. Nó lạnh cảm từ sâu thẳm ở trong não bộ của nó rồi. Là bởi vì nó bị lây. Tại vì cái thằng cộng sản đầu sỏ của nó cũng lạnh cảm, nó giết người tính bơ. Dạ. Yeah. Rồi nó gieo rắc cái tư tưởng đó, cái energy đó nó xuống người kế bên được, xuống người cấp dưới rồi nó lây riết rồi tới dân chúng. Rồi dân chúng sống trong cái cảnh đó vậy, cho nên dân chúng tự nhiên cái bản chất lạnh cảm tàn ác đó nó cũng bị ảnh hưởng chung. Thành ra cái người cộng sản ác, cho nên dân chúng nó sống trong đó lâu ngày, 5, 10 năm, 20 năm, 40 năm nó cũng ác y vậy. Do đó quý vị bây giờ vị cái Nam thấy đừng có ngạc nhiên là anh em ruột mình nó gạt mình, đừng ngạc nhiên là con cái nó giết cha mẹ, đừng ngạc nhiên là cháu giết bà, anh giết em chỉ để dành từng miếng ăn, miếng cơm hoặc là tiền bạc. Dạ, họ tráo trở, họ lật lọng, họ nói chuyện gian ác tới mức độ vô liêm sỉ mà họ không thấy luôn. Là tôi đưa một thí dụ, tôi có một cái người quen. Khi cái người quen đó về cho cái người em của mình mượn 5.000. 5.000 đô thì giờ cái người em mượn 5.000 đô đó mới là lấy tiền đó đi cho lãi. Thì người em khi mượn nói rằng là chị cho tôi mượn đi, rồi sau này tôi sẽ trả lại cho chị, vân vân. Rồi 1 năm rồi 2 năm không thấy nó trả, nhưng mà nhờ 5.000 đó làm ăn nên, nó làm ăn thành công, cho nên nó có tiền bạc. Thì cái người chị mới nhắc, thì nó nói như vậy: tôi tưởng người Việt Kiều cho mượn là cho luôn chứ. Người Việt Kiều cho mượn là cho luôn. Mà tôi mà mượn, mà tôi mượn ai chứ, mượn của người Việt Kiều trả ngu lắm. Dạ. Dạ thưa quý vị, những cái câu nói trơ trẽn như vậy mà nó nói được. Dạ. Thưa quý vị thấy nó không phải là tại lỗi của cha mẹ dạy cái người đó đâu, mà lỗi của cả cái xã hội, lỗi của cái đám đầu não cộng sản đó. Nó đã gieo rắc một cái loại ăn ngang nói ngược trơ trẽn tráo trở như vậy, cho nên dân chúng nó nghe riết nó quen rồi, nó sống trong đó nó quen riết, nó thành y hệt vậy luôn. Bởi vì Lưu Sam mới nói rằng là bệnh tâm thần là bệnh very contagious, tức là lây rất nhiều. Dạ. Yeah. Thì trả lời cái chuyện cô cái câu đó chút xíu là giật luôn, giật coi như tính bơ. Dạ. Yeah, tính bơ đó, bà coi như là Việt Kiều cho mượn là coi như cho luôn. Dạ. Yeah. Việt Kiều cho mượn mà đòi là lạ, nó còn nói vậy nữa. Dạ. Yeah, thưa quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng là cái bệnh tâm thần là bệnh lây. Do đó khi mà Lý Văn Sanh mà khám bệnh cho bệnh tâm thần hay là lo cho săn sóc ai thì luôn luôn lo luôn cho người mẹ hoặc người cha, lo luôn cho cái gia đình đó, là trong gia đình đó có người anh, người em, người chị nào mà có những cái câu nói rất là negative mà đớt nổi có thể lây cho cái người này bệnh tâm thần này hay không. Và có nhiều khi quý vị biết không, vui lắm mà lạ lắm mà rất là lý thú, là có khi khám phá ra trong gia đình đó ngoài người bệnh ra còn có những người khác còn đang bệnh từ từ nữa. Dạ, mà họ không hay là tại sao, là tại vì những cái người đó sống với cái người bệnh này lâu ngày vài tháng đó, họ bị bệnh họ cũng không hay. Dạ. Rồi cái người này bị bệnh nó cũng giống như là bệnh cảm vậy, nó lây lát tự nhiên 4-5 người nguyên nhóm lây với nhau qua đây qua lại lây qua lại lợi hoài. Dạ. Ta đã quý vị thấy là
rất là quan trọng để chúng ta phải hiểu rằng và nghiên cứu và để ý rằng từng lời ăn tiếng nói của chúng ta sống chung trong gia đình rất là quan trọng. Từ cái phong cách thái độ, từ cái cách cư xử với nhau ở trong gia đình rất là quan trọng. Bởi vì nó gia đình là một xã hội nhỏ đó thưa chị. Do đó những cái nhân viên, những thành viên trong cái gia đình, trong cái xã hội nhỏ đó, nếu mà làm trật cách, sống không đúng cách, thì trước sau gì cái kết quả của nó cũng đẩy đưa tới cái dạng bệnh tâm thần. Dạ. Bởi vì quý vị đi chơi, quý vị thấy bạn bè nói chuyện có nhiều kỳ, có nhiều người, người bạn mở ra, mở miệng nói rằng có cái người bạn kia nói, ủa sao mà nói kỳ, bọn mày khùng sao mà nói kỳ vậy. Quý vị thấy không? Là tại vì cái người kia nói, thì người kia nói tự nhiên, đâu có khùng gì đâu, tại tôi nói tự nhiên mà. Thì cái người mà nghe nó, ủa sao kỳ vậy, ủa mày khùng sao mà nói chuyện kỳ vậy. Thì người này quất lại câu nói, mày khùng, tao khùng, mày mới khùng á. Dạ, ai khùng hết. Dạ, đúng quý vị. Dạ, nếu mà là xanh lương xanh là bắt hai người đó vô, xin lỗi, phải bắt mời hai người đó vô thảy cho cái bài test về tâm lý, và ông chừng rõ ràng hai người đó khùng thiệt. Thưa quý vị, thành ra quý vị đừng có tưởng là bệnh tâm lý chỉ có những người thật sự là điên điên khùng khùng nói nhảm mới là bệnh tâm thần. Không, những người sống bình thường như chúng ta và bệnh tâm thần cũng nhiều lắm. Dạ, bệnh nhiều lắm, không để ý cho tới khi nó nặng quá rồi đó, nó lộ ra quá rõ rồi đó, thì lúc đó là A little bit late. It's too late. Dạ, ví dụ như lúc đó, bây giờ quý vị sẽ thấy là thường thường những người bị bệnh tâm thần mà đi bác sĩ tâm lý thì thay cho uống thuốc để mà thần kinh nó dịu xuống, đỡ căng thẳng. Dạ, nhưng mà anyway, cái ngành của Lý Quỳnh Xanh đó là không có dùng thuốc. Dạ, thì lấy tâm lý trị tâm lý, lấy cái phương tiện, lấy cái phương cách thôi miên, dùng cái mẹo thuật trong cái giấc ngủ, nó mẹo thuật phát nhiều, dùng cái phương pháp mà pre-program cái mind người ta trong lúc trong giấc ngủ, thì để sửa đổi cái program đó, thì lúc đó bệnh nó từ từ nó thuyên giảm, không cần phải dùng thuốc. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó quý vị, có thể không cần phải bị bệnh. Dạ. Cái đạo đức, luân lý đạo đức mà quân bà chúng ta đặt ra cho chúng ta sống đó, nó quan trọng vô cùng. Chính cái đó đó, tôi nghĩ hồi xưa ta không biết cái vụ này đâu, nhưng mà ai cũng có cái cảm giác rằng hình như cái trật tự, cái gì mà nó đúng cách đó, thì nó làm cho người ta healthy, sống vui vẻ. Cho nên mới sinh ra những cái mới đẻ ra những cái luân lý đạo đức để cho chúng ta sống trong đó. Mà nếu người sống trong cái khuôn khổ của luân lý đạo đức đó, một cách trật tự mà đúng cách đó, thì có lẽ người đó sẽ bớt cái bệnh tâm thần đi. Còn những người sống bung thùa thí quản và sống là ôi thì con giống như là một con thú hoang trong rừng, muốn làm gì thì làm, muốn gì cái nọ. Dạ thưa quý vị, thì trước sau gì người đó cũng sẽ dính vào bệnh tâm thần đó. Bởi vì không có cái bến bờ để đậu lại, không có cái nền để mà mình phi cơ bay hoài cũng không có chỗ đáp chứ. Dạ, thì mình sống mình tự do quá, mình cũng phải có cái chỗ để mà nó an trụ cái mai mình lại. Dạ, thành ra quý vị thấy rằng là đạo mới ra đời. Dạ, đạo Phật mới ra đời, đạo Chúa mới ra đời. Tất cả những cái đó là để giúp cho cái mind của chúng ta, con người chúng ta được organize, nó được đâu nó vô đó, nó có trật tự, nó có những cái trật tự của nó. Thì nếu sống được như vậy thì con người sẽ tránh được cái bệnh tâm thần. Một cái cách nữa để tránh bệnh tâm thần đó là quý vị đừng có là extreme. Dạ. Quý vị đừng có quá extreme, tức là đừng có quá mà làm gì cũng quá mức. Dạ. Thời gian có hạn, bây giờ đã hết giờ. Catherine xin kính chào quý vị. Xin hẹn lại tuần sau. Dạ, xin mời bác sĩ. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi chương trình của Lý Quỳnh Xanh. Mỗi tuần chương trình này được phát vào mỗi thứ bảy 10 giờ tối và mỗi thứ năm hát lại vào 12 giờ đêm. Lý Quỳnh Xanh xin kính chúc quý vị có một đêm ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Dạ. Và nhớ là ngủ đủ 8 tiếng. Dạ, xin kính chào. Dạ, xin kính chào quý vị. Ai đắp nên sông trường tồn, ai kết liên dân bài hùng, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong đợi.